Vâng, kính thưa toàn thể vị, và nói tiếp chương trình đã xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Phạm Văn Phúc, bài hát được mang tên Đừng Nói Xa Nhau. Và giữa bài hát này xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Bé Mười và xin mời Thanh Liêm lên trợ diễn. Thank you.
tinh đẹp ngàn sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.